mấy bước nó từ từ thôi. Chặn thôi, không các cô không đeo đâu. 16 phút ta đi này. Cứ đi, đi từ từ thôi, đừng có nhanh quá. Mày đi bình tĩnh thôi. Không cầm nhé, cầm cái đi chậm chậm thôi, không nhanh cũng không đeo đâu. À mà đi hốt cao quá là kiểu là cái hồn nhé. Thank you.
Này, bên anh cao cao thì hơi làm là hơi hạ thấp xuống một tí, nó hơi bị nghiêng về bên 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 hai thấp thấp. Ô thế này quay thẳng tôi này, kêu ông chung. Đẹp hay. Dành cho các vị đại biểu của Trung ương, hàng ghế thứ hai dành cho các vị đại biểu của huyện, hàng ghế thứ hai nhất quý ông dành cho đại biểu. Cũng rằng linh hồn ân tâm bảo trong buổi lễ hội hôm nay, lời đầu tiên
về hành văn tinh ghép được cái lời cho đổi văn nghề, thì nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức phát thể kinh an tuệ tăng thường chiếu phật tử tiên thành. Thì nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể các quý quan khách cùng toàn thể các thập phương xa gần thân tâm an lạc bản thể pháp tường. Vâng, âm nhạc là nhịp cầu kết nối giữa tâm hồn, là nguồn cảm hứng tất tần giữa muôn trùng cùng sống. Những âm thanh trầm bổng theo bước chân thăng hoa đi đến chân trời của chân thiện mỹ, bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất, trân trọng nhất, tháng nay Phật tử chúng con kính dâng những lời các tiếng hát xa thẳm từ trái tim của mỗi người con Phật kính dâng lên buổi lễ hội hôm nay, là để cho những ân đức của cuộc đời mà chúng ta đón nhận được hóa thành cung bậc trầm bồng ngân hoa, để cho những đóa hoa lòng nở ra thơm ngát, và cho những lời các tiếng hát chân hòa ý đào mênh mang tình người. Mở đầu chương trình ca nhạc sáng hôm nay, Phật tử ngân thành kính kính dân vật chùa làng ta, thì các quý vị cho những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chương trình ca nhạc sáng hôm nay đi.